Chào tất cả các bạn. Mình là Nghĩa. Tiếp theo với video ngày nay thì mình sẽ làm một video nói về điểm giống khác nhau giữa Saturn và Vibrant. Thì đầu tiên mình sẽ đến Vibrant. Thì Vibrant nó sẽ giúp mình tăng độ bão hòa cho tấm ảnh, đặc biệt là một blue được tăng lên rất là nhiều và một yellow nữa. Một yellow được tăng nhưng cũng ít hơn, nhưng mà với cái phần Vibrant này thì mình hay sử dụng để tăng blue và yellow. Và khi đạt cực đại, những màu rực sẽ không bị mất chi tiết và được giữ lại ở mức độ nhất định. Thì phần này nó sẽ được giải thích như sau. Khi mình tăng vibrant, ví dụ cái màu đỏ màu vàng nó đạt được đến cái mức độ nhất định rồi thì nó sẽ dừng lại, các bạn tăng tiếp tục vibrant đi nữa thì nó chỉ tăng những cái màu thiếu lên thôi, còn màu vàng hay màu đỏ đã đủ rồi thì nó được dừng lại mức độ nhất định. Đấy là một cái rất hay của vibrant, các bạn cần lưu ý. Còn sang phần saturation thì nó giúp các bạn tăng độ bão hòa cho ảnh, thì cái này cũng giống như vibrant thôi, nhưng đặc biệt với phần saturation này tăng lên thì màu đỏ được tăng lên rất nhiều. Khi đạt cực đại, các chi tiết sẽ bị bết, sẽ bị mất và bẹt màu. Thì các bạn lưu ý phần này nhé, khi đạt cực đại các chi tiết sẽ bị mất và bẹt màu, có nghĩa là khi mình tăng saturation quá nhiều thì nó chỉ tăng tập trung là nó cứ tăng mãi một màu thôi. Ví dụ tăng màu đỏ là chỉ tăng mỗi màu đỏ thôi, làm cho cái màu đỏ nó sẽ bị mất chi tiết, làm cho cái pixel màu sẽ bị cắn vào nhau, nó sẽ bết màu. Đấy thì ở đây mình có một cái vòng tròn màu sắc để mình phân tích cho các bạn hiểu sâu hơn về phần này, và tí mình sẽ có một hình ảnh thực hành để các bạn hiểu. Thì đầu tiên mình sẽ có hệ màu RGB. Thì ở hệ màu RGB các bạn nhìn thấy là số lượng pixel các ô màu sắc này được phân chia rất là rõ ràng. Còn khi mình tăng vibrant lên 100 thì các bạn thấy điều gì? Khi mình tăng vibrant lên đặc biệt là màu blue và màu vàng lên rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ đặc biệt là màu blue vậy. Từ đây sang đây thì các bạn thấy là màu blue tăng lên rất là nhiều. Và sang phần saturation này, khi đạt cực đại này thì các màu sắc sẽ rực rỡ, bết màu, mất chi tiết. Đấy thì ở đây các bạn nhìn thấy là các ô màu sắc được chia rõ ràng. Còn khi mình tăng saturation này, đặc biệt là màu đỏ này, tạo ra một cái đường thẳng từ dưới lên và không còn chi tiết màu nữa, hay sang màu xanh green cũng như vậy. Đấy là một cái mà các bạn cần lưu ý để phân biệt được hai công cụ này. Và bây giờ mình sẽ ra hình thực tế để các bạn hiểu. Đây thì đây là một cái hình con vịt và đã được chân chỉnh calibration và chân chỉnh basic, sử dụng một chút là HSL trước mình. Những cái công cụ này tạm thời mình sẽ bỏ qua. Ở đây mình chỉ nói về vibrant và saturation để các bạn hiểu cái công cụ này thôi. Thì ở đây trong trường hợp là các bạn thấy là khi mình tăng vibrant lên này, ví dụ mình giảm vibrant đi thì các bạn nhận thấy này, cái nước ban đầu với cái tấm hình này, nước ban đầu rất là đục đấy, nhưng khi các bạn tăng vibrant này thì các bạn nhớ tăng vibrant thì lên nhiều blue, thì các bạn tăng đây thì lập tức này màu blue được tăng lên rất là nhiều và màu nước xanh đã lên được. Khi đạt cực đại các màu sắc sẽ được giữ lại, giữ chi tiết được giữ lại mức độ nhất định, nó nghĩa là khi mình tăng vibrant này lên cao ấy thì những màu, ví dụ màu blue đã đủ rồi thì tiếp tục tăng những màu thiếu thôi, chứ nó không chỉ tập trung vào một kênh màu, nó chỉ lên nhiều blue nhưng blue lên đến một cái mức độ nhất định thì nó tiếp tục tăng lên màu khác. Đấy là một cái hay của vibrant, các bạn lưu ý. Còn ngược lại này, bây giờ mình đang để là âm saturation âm 9 và vibrant 100, nhưng bây giờ mình để ngược lại các bạn hiểu này, thì các bạn lập tức bạn sẽ hiểu hai công cụ này nó khác nhau cái gì. Thì ở đây mình để vibrant là không, mình tăng saturation lên 100 thì các bạn thấy này, lập tức các chi tiết này sẽ bị bết màu, đây màu blue không lên được tí nào luôn. Và các bạn nhìn này, cái màu đỏ, đặc biệt màu đỏ tăng lên rất nhiều, bết bết màu đấy, thì các bạn nhìn thấy các chi tiết này nó sẽ bị bẹt màu đỏ và không nhìn thấy cái chất liệu da nữa. Hay đây thì các bạn nhìn thấy màu môi này, nó tạo ra một màu phẳng như màu môi này nữa, nó mất hết chi tiết rồi. Thì đấy là cái mà các bạn cần lưu ý khi mình tăng vibrant, đặc biệt là màu đỏ tăng lên rất nhiều và các màu cực đại này thì nó cứ tăng tiếp tục thôi, nó cứ tăng đến khi nào mất chi tiết thì thôi. Thì ở đây khi các bạn hiểu hai công cụ này rồi thì bắt đầu mình sẽ có một cái định nghĩa là cân bằng độ bão hòa. Thì tất cả rất nhiều các bạn đã nghe về từ cân bằng độ bão hòa rồi, nhưng ở đây thì mình sẽ nói cho bạn cân bằng độ bão hòa là gì nhỉ. Khi mình muốn cân bằng độ bão hòa thì mình sẽ tăng vibrant, thì tăng vibrant này thì nó sẽ tăng những cái màu thiếu lên, có nghĩa là khi những cái màu đủ rồi tự dừng lại thì màu thiếu sẽ tăng lên, và mình giảm saturation đi thì mình sẽ tạo ra cái phần cân bằng độ bão hòa là mình giảm saturation đi, giảm saturation thì nó trừ màu rực, còn tăng vibrant thì nó bù vào màu yếu, nên nó sẽ cân bằng màu sắc. Thì cái này gọi là cân bằng độ bão hòa, đấy là cái định nghĩa mà các bạn hay được nghe đấy. Thì đấy là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Thì trong video này có phần nào không hiểu thì các bạn comment xuống dưới kênh của mình và mình sẽ giải đáp toàn bộ những phần nào không hiểu của các bạn. Thì đấy là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Thì có phần nào không hiểu thì các bạn cũng comment xuống phần dưới kênh của mình sẽ giải đáp cho các bạn. Chào tất cả các bạn.